thể lực trong tập luyện và thi đấu. Với sự tiếp sức của các nhà tài trợ, trong đó có công ty Sữa Vinamilk, đội tuyển Việt Nam sẽ thể hiện nguồn năng lực mạnh mẽ, thi đấu thăng hoa trên sân cỏ và mang lại niềm hạnh phúc cho đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam.